Kính mời quý vị tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông. Trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông ngày 4 tháng 10 năm 2020 với chủ đề Chăm sóc và quản lý dịch hại vụ lúa mùa giai đoạn đồng trổ, câu hỏi đặt ra là khi lúa bị nhiễm nhiều loại nấm cùng lúc, gọi là tạp nhiễm, bạn chọn thuốc hỗn hợp nhiều hoạt chất đúng hay sai? Bạn sẽ chọn loại thuốc nào trong bộ thuốc của tập đoàn An Nông? Quý vị và bà con tham gia trả lời câu hỏi, hãy điện thoại về số 02723 835 900 hoặc gửi mail qua địa chỉ chuyennhanongla34a@gmail.com. Bà con cũng có thể tham gia trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian cuối để nhận câu trả lời là thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020. Hai áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông sẽ tặng quý vị có câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông phát sóng vào lúc 10 giờ Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.